Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Calum Việt Nam vừa kề kết thỏa thuận tăng cường hợp tác đẩy mạnh truyền thông quảng bá hết du lịch. Được biết, Calum là nền tảng đặt về hết du lịch và hoạt động giải trí hàng đầu thế giới. Theo đó, hai bên sẽ tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm trong giai đoạn 2022-2023, gồm hợp tác thu hút du khách đến Đà Nẵng bằng chiến dịch chung tại Việt Nam và các thị trường lớn trên thế giới, đảm mạnh truyền thông kỹ thuật số cho các hoạt động hợp tác xuất tiến du lịch Đà Nẵng, đồng hành cùng các công ty du lịch tại Đà Nẵng trên lộ trình số hóa của họ và tiên phong bằng việc đưa lên nền tảng lúc. cùng nghiên cứu tạo ra các chiến dịch theo quý hoặc là theo mùa để kết cầu du lịch thông qua việc hợp tác góp phần giúp cho ngành du lịch Đà Nẵng tiếp cận được nhiều khách hàng và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng sẽ được lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là tại thị trường châu Á khi mà các đường bay thương mại quốc tế được nối lại.